làm luôn còn. Ôi trời, cái mũi này là làm là đúng rồi nè. Có làm lần nào chưa? Chưa bác. Gì hả? Thôi dạ. Coi thử coi. Thấy cái da có vẻ là mỏng đó nha. Dạ. Cái này là làm cấu trúc thôi chứ không làm cái gì được chứ. Dạ. Bác thấy làm nó không cần phải làm cao đâu. Không làm cao được luôn. Làm đều, làm giống như là vừa cái mặt thôi. Nghĩa là gì nè, trước mắt là cái mũi hiện giờ nó bị hết lên. Dạ. Nó lộ này cho mà cho nó dài, cho nó kính lại một tí. Dạ. Rồi cho nó cao lên để nó hạn chế thấy cái gò trên đây nè. Dạ. Ở chỗ này cho nó thẳng lên tí xíu. Bác cái này làm thường thường bao nhiêu ngày làm? Cái này nếu mà làm cấu trúc là cũng phải mười mấy ngày mới cắt chỉ. Cắt chỉ xong là xài được rồi Phúc bác. Làm xong xài được liền. Thì cái của mình á, cái chỗ này nó mỏng quá đi. Yeah. Thì làm cái subdiform á thì nó đẹp hơn. Yeah. Bình thường làm mũi cấu trúc thường á, cái độ này silicon á là mình nó lắc qua lắc lại mà nó sau này nó mỏng, nó đậm. Yeah. Thì cái đó là 35 triệu. Yeah. Còn nếu mà làm cái sóng xịn của Mỹ luôn á, subdiform là thêm 15 triệu nữa, là 50. Cái sụn này làm sao? Sụn bên tay là bắt buộc phải lấy rồi. Sụn bên tay là để làm cái đầu mũi nè. Còn cái kia, cái đoạn kia thôi. Cái đoạn cái sống này. Nó là tại vì Thơm thì ấy nào luôn á. Yeah. Giới thiệu này. Thơm là cô giáo của em. Vậy hả? Dạ, cô giáo ruột của em. Ngủ hôn chẳng. Nhưng mà cô Thơm thì đẹp quá, em lớn quá. Đó, nếu mà muốn làm thì đi xét nghiệm tới chiều mới làm. Thì chiều mới có phòng mổ với lại mới có kết quả. Làm nhanh không bác? Làm này làm lâu quá, làm cũng khoảng 2 tiếng mấy. Yeah. Tại cái mũi cấu trúc làm lâu lắm. Mà làm là bằng nó đẹp liền không bác? Cấu trúc là làm không có cao mấy, bình thường. Không, cái đó cao hay không cao là cái dáng, cái phơm mũi. Còn cái cấu trúc là mới kéo đầu mũi ra được. Yeah. Với lại của mình cái đầu mũi chỗ này nó mịn quá. Yeah. Mình đặt cái sóng bình thường vô là sẽ bị cộng. Mà nó không có kéo dài ra được nhiều. Nó chủ yếu đặt sống là chủ yếu giải quyết chỗ này. Nhưng mà chỗ này mình giải quyết cao, cái đầu mũi nó yếu quá, nó đi. Mềm quá, nó bị cập xuống. Ừ. Không? Bây giờ xét nghiệm chưa?